Đây là hoa của cây đu đủa bông trắng nha các bạn. Thường thì cây đu đủa nó có hai màu hoa khác nhau nha. Đây là một loài hoa bông trắng nha. Thường thì cái hoa bông trắng thì nó sẽ kèm theo cái quả của nó là màu xanh nha các bạn. Còn cái hoa mà bông màu tím thì cái quả của nó có màu tím nhạt. Cây đậu đũa thì nó thuộc cái dạng thân leo nha. Người ta thường dùng cái bộ phận chính đó là cái quả nha các bạn. Cái quả đậu đũa thì người ta sử dụng như một loại rau, rau xanh nha các bạn. Ở cây đậu đũa khi cái quả của nó mà khô đó, chín khô đó là cái hạt của nó có rất là nhiều tinh bột nha. Ở cây đậu đũa màu xanh thì các bạn để ý là cái lá của nó lớn hơn cái cây đậu đũa màu tím nha các bạn. Ở đây mình có quay có một con muỗi nha. Cái cây đậu đũa màu trắng thì các bạn thấy là cái hoa của nó đơn sắc nha các bạn. Từ cánh hoa nhị hoa thì nó là đều màu trắng hết. Đậu đũa thì đây là một loại cây dễ trồng nha, cho nên người ta có thể trồng quanh năm nha các bạn. Thường thì ở quê người ta dùng cái cây sậy hoặc là cây tre trúc gì đó, người ta làm cái dạng cho cây đu đủa nó leo nha. Còn bây giờ có số người ta trồng cái dạng công nghiệp thì người ta dùng lưới, dùng lưới để cho nó leo cho nó, người ta đỡ công. Ở đây thì mình làm clip này trong cái một bộ phận sân bay nha các bạn. Nó là một cái vùng cấm nhưng mà mình đi đại vào để mình làm clip thôi. Mình mới nãy mình có nói là đơn sắc nhưng thực ra không phải đơn sắc nha bạn. Ở chính giữa nhụy nó thì nó có một cái màu vàng nhạt nha. Ở đây có một cái lá nó bị vàng này nha. Thường thì cây đậu đũa người ta chế biến được rất là nhiều món ăn nha các bạn. Còn đây là một cái dạng đậu đũa mà các bạn thấy là nó ra quả rất là nhiều nha. Một cái quả đậu đũa là trung bình nó dài từ khoảng 3 tấc cho đến 4 tấc nha các bạn. Trung bình thôi nha. Có những quả mà nó xanh tốt thì nó có thể dài trên 5 tấc nha. Đây. Quả đậu đũa thì nó nhỏ hơn ngón tay út mình nha, nhưng mà nó mọc cái quả nó thì nó thòng xuống mặt đất nha.
Rất là sai quả nha các bạn. Đa số ở đây người ta dùng tre nha, cái tre để mà người ta làm cái vàng cho cái đồ đũa nó leo.